Chạy marathon đang trở thành xu hướng, là cầu nối quảng bá du lịch địa phương và đang có nhiều tiềm năng lớn tại Việt Nam với cộng đồng chạy bộ phát triển mạnh mẽ. Vừa qua, UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cùng với các đơn vị lữ hành đã phối hợp tổ chức giải chạy leo núi Bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù năm 2023. Sự kiện kỳ vọng là tạo cú hích để thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, thu hút nhà đầu tư, du khách đến với điểm du lịch tiềm năng Trạm Tấu nói riêng và với Yên Bái nói chung. Hơn 100 vận động viên là nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước đã quy tụ và tranh tài tại giải leo núi Bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù năm 2023. Giải do Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Báo Pháp Luật Việt Nam và các đơn vị lữ hành phối hợp tổ chức. Đỉnh Tà Chi Nhù, nóc nhà Yên Bái với độ cao 2.979m thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu là mục tiêu mà các vận động viên phải chinh phục. Với cung đường hơn 10 km đường đồi núi, các vận động viên phải trải qua nhiều dốc đá treo leo hiểm trở trong thời tiết nắng mưa thay đổi. Tuy nhiên, cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tà Chi Nhù đã giúp các vận động viên có được trải nghiệm tuyệt vời. Những giải chạy để lại ấn tượng sâu đậm với người tham gia, từ đó kỳ vọng lan tỏa, tạo đà đưa du lịch cất cánh, trở thành địa điểm du lịch trải nghiệm leo núi đặc sắc đối với du khách trong nước và quốc tế.